Trận đấu giữa đội tuyển nữ Australia và đội tuyển nữ Anh trong khuôn khổ bán kết World Cup 2023 sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ thứ tư ngày 16 tháng 8 sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục tỷ lệ, tích, sôi kèo bóng đá, nhận định. Anh đã lọt vào trận bán kết World Cup. Tuy nhiên, hành trình đi tới trận đấu này của họ không phải là thuyết phục. Bằng chứng là ở trận ra quân, Tam Sư khá vất vả mới thắng được đối thủ tí hôn là Haiti với tỷ số 1-0. Sau đó, ở trận gặp Đan Mạch, họ cũng có chiến thắng 1 0 Bộ mặt thất thường của anh hiện rõ từ loạt trận vòng knock out. Ở vòng 1-8, họ gặp Nigeria. Tuy nhiên, anh đã bị đối thủ này cầm hòa không không trong thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ. Họ chỉ có thể vượt qua đại diện châu Phi sau lượt xuất 11 m Đáng chú ý, đây còn là trận đấu mà ngôi sao trên hàng công của tam sư là Lauren James phải nhận thẻ đỏ vì hành vi thô bạo ở trận tứ kết, anh tiếp tục gặp nhiều khó khăn trước Colombia. Họ để đối phương dẫn trước cuối hiệp 1. Và nếu không có bàn gỡ một một ở phút bù giờ cuối cùng hiệp đấu đầu tiên thì không rõ kết cục nào chờ đợi đại diện xứ sương mù. Tóm lại, anh đang có khá nhiều vấn đề trong lối chơi, đặc biệt ở khả năng ghi bàn. Họ chỉ ghi được 10 bàn trong 7 trận GA nhất, trong đó đã có tới 6 bàn vào lưới Trung Quốc. Đối thủ chơi rất tệ ở giải đấu năm nay. Đã vậy, ở trận bán kết họ còn vắng ngôi sao tấn công Jim vì án treo giò. Đó sẽ là những nỗi lo lớn cho anh trước trận bán kết. Trong khi đó, Australia còn có hành trình ấn tượng hơn nhiều. Ở vòng bảng, họ đã đánh bại nhà đương kim vô địch Olympic 2020 Canada để giành vé đi tiếp. Ở vòng 1-8, họ cũng hạ gục Đan Mạch với tỷ số 2-0. Ấn tượng nhất là ở trận tứ kết khi Australia đã chơi rất hay khi gặp ứng viên vô địch Pháp cầm hòa đối thủ này không không sau 120 phút thi đấu trước khi có chiến thắng trên chấm 11 mét. Australia đã sạch lưới 10 trong 13 trận gần nhất. Một hàng thủ chắc chắn như thế sẽ là thách thức cho hàng công không được đánh giá cao của Tam Sư. Ngoài ra, cần biết là ở vòng chung kết năm nay, Australia đã ba lần đối đầu các đại diện châu Âu và vẫn bất bại, không để thủng lưới lần nào. Cuối cùng, Australia còn được sự ủng hộ của khán giả nhà sẽ có ít nhất 5 vàng cổ động viên vào sân cổ vũ Australia và nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục tạo ra bất ngờ. Trước trận bán kết, Australia nhiều khả năng vắng cơ vì ngôi sao này chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Còn anh sẽ vắng diêm vì tiền đạo này phải chịu án treo giò. Các trận của Australia ở World Cup thường hay nổ tài gốc. Ví dụ, trận Australia và Pháp đã có 15 quả phạt gốc. Trận Anh và Nigeria còn có 17 quả phạt gốc trận này rất có thể sẽ nổ tài gốc. Vì thế, các nhà cái cho rằng trận này sẽ nổ tài về phát gốc. Anh đã thua kèo chấp gốc cả trận ở 4 trên 5 trận ở World Cup. Ví dụ, trận gặp Colombia thì họ chấp gốc 4 hòa nhưng tỷ số gốc chỉ là 5-3. Trận này nhiều khả năng anh sẽ lại thua kèo chấp gốc. 8 trong 9 trận gần nhất của Australia chỉ có một đội ghi được bàn thắng. 6 trong 8 trận gần nhất của anh có kịch bản tương tự. Bốn trong năm lần đụng độ gần nhất của hai đội cũng chỉ có một đội ghi được bàn. Trận này nhiều khả năng sẽ chỉ có một đội ghi bàn. Theo chuyên gia tim hút tình đến từ Yahoo, cơm Australia sẽ nhận được sự ủng hộ của khán giả nhà. Đây sẽ là động lớn lớn cho họ khi đối đầu với Anh. Tâm sư nhiều khả năng sẽ gặp khó khi Jim bị treo giò. Tôi chọn tỷ số 2-1 cho Australia. Anh đã hai lần lọt vào bán kết vô cấp nữ. Tuy nhiên cả hai lần đó thì họ đều phải dừng bước. Liệu Tam Sư có phá giấc ở lần thứ ba góp mặt tại vòng bán kết World cấp? Đây là trận đấu mà Australia sẽ thắng kèo châu Á. Về xỉu bằng thắng và Australia sẽ thắng kèo được chấp gốc chung cuộc. Từ những phân tích trên chúng tôi dự đoán tỷ số đội tuyển nữ Australia và đội tuyển nữ Anh sẽ là chiến thắng một không nghiêng về các cô gái xứ sở sương mù. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Australia và đội tuyển nữ Anh trong khuôn khổ bán kết World Cup 2023 sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ thứ tư ngày 16 tháng 8 năm 2023. Theo bạn giữa đội tuyển nữ Australia và đội tuyển nữ Anh đội bóng nào sẽ giành chiến thắng để có vé vào chung kết World Cup nữ 2023? Hãy chia sẻ nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.